Xin chào các bạn, mình là Nam và trong bản tin tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những thông tin về đội tuyển Việt Nam cũng như là các đội bóng của Tây Ban Nha. Trong nỗ lực giúp cho U22 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất để hướng đến huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử, Hà Nội FC đã chấp nhận chi tiền để SC Heerenveen nhà người. Theo giới truyền thông, số tiền này rơi vào khoảng gần 40.000 euro bao gồm cả tiền thuế, ngang bằng một tháng lương của Đoàn Văn Hậu. Như vậy, có thể thấy SC Heerenveen cũng tạo điều kiện cho Văn Hậu về nước dự SEA Games và chỉ cần Hà Nội FC trả lương cho thời gian hậu vệ này vắng mặt. Trong khi đó, các chi phí đi lại của Đoàn Văn Hậu sẽ do Liên đoàn bóng đá Việt Nam chi trả. Theo lịch, Văn Hậu sẽ bay về Việt Nam vào ngày 10 tháng 11 để hội quân cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho hai trận đấu với UAE và Thái Lan ở vòng loại World Cup năm 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự sẽ tìm kiếm những nhân tố mới cho U22 Việt Nam trong đội hình U21 tuyển chọn Việt Nam hiện đang tham dự giải U21 quốc tế 2019 diễn ra trên sân Hòa Xuân ở Đà Nẵng. Người dẫn dắt đội U21 tuyển chọn Việt Nam, huấn luyện viên Dương Hồng Sơn cũng đã tiến cử một số học trò tới thể Park như Trần Văn Bửu, Lê Xuân Tú, Trần Danh Trung, Trần Văn Đạt, Phùng Việt Trường, Đặng Văn Tới. Đây đều là những cầu thủ đã được khẳng định tài năng ở vòng chung kết giải U21 quốc gia 2019. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ theo dõi lượt trận cuối của U21 quốc tế 2019 giữa U21 tuyển chọn Việt Nam và sinh viên Nhật Bản diễn ra vào ngày 3 tháng 11. Nếu chứng minh được khả năng, không loại trừ khả năng một số cầu thủ đang khoác áo U21 tuyển chọn Việt Nam sẽ được gọi lên U22 Việt Nam. Manchester United đã giữ chân thành công hai tài năng trẻ của học viện câu lạc bộ này là Brandon Williams và Mason Greenwood bằng bản hợp đồng dài hạn. Hiện tại, Quỷ Đỏ đang tiếp tục đàm phán, thuyết phục Angel Gomez và Tahith Chong ký hợp đồng mới. Khác với Williams và Greenwood, Gomez và Chong không có nhiều cơ hội ra sân ở mùa này. Gomez mới chỉ có 9 phút chơi ở Premier League và 158 phút ở Europa League. Tương tự như vậy, Chong cũng chỉ mới có 24 phút ở Premier League, 68 phút ở Europa League và 60 phút ở Carabao Cup. Chính vì thế, Gomez cũng như Chong đều xem xét các lựa chọn khác hứa hẹn hơn. Trong bối cảnh đó, MU buộc phải đẩy nhanh quá trình đàm phán với hai tài năng này. Bên cạnh việc đưa ra đề nghị hấp dẫn hơn, MU còn yêu cầu trực tiếp huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tác động với Gomez và Chong. Theo ESPN, ban lãnh đạo Real Madrid muốn giúp cho Zinedine Zidane gác lại những xung đột trong quá khứ để giúp cho Gareth Bale đạt được phong độ cao nhất. Sau chỉ đạo này, khi trả lời phỏng vấn trước trận đấu với Real Betis, Zizou đã có những nỗ lực xoa dịu tình hình trong bối cảnh Bale đang gặp chấn thương khó hiểu và mập mờ về tương lai. "Cậu ấy vẫn ở đây với chúng tôi và tập luyện chăm chỉ," ông cho biết. Ngoài ra, khi được hỏi về việc Real đồng ý để Bale sang London thảo luận tương lai với người đại diện, thì vị chiến lược gia người Pháp trả lời: "Đó là tin cũ, cậu ấy ở đây và tham gia trọn vẹn các bài tập. Chúng tôi mong muốn Bale sớm trở lại và không có gì khác hơn." Huấn luyện viên Paco Lopez của Levante thừa nhận đội bóng không có kế hoạch cụ thể nào để ngăn cản Lionel Messi trong trận đấu với Barca. "Điều đó là không thể, tôi chưa thấy bất kỳ đội bóng nào có ma thuật đó cả. Không có phương án cụ thể nào để ngăn cản Messi hết, chúng tôi phải dựa vào tập thể thôi. Để ngăn chặn Barca và Messi, mọi thứ phải thật hoàn hảo," huấn luyện viên Lopez trả lời. Mùa giải 2017-2018, Levante từng giành chiến thắng 5-4 trước Barca trên sân nhà. Họ là một trong số ít đội bóng làm được điều này, tuy nhiên huấn luyện viên Lopez vẫn tỏ ra rất thận trọng. "Mùa giải đó Barca hiếm khi thất bại nhưng chúng tôi đã làm được. Mọi thứ đã diễn ra một cách hoàn hảo và chúng tôi cũng cần sự cổ vũ của 22.000 cổ động viên," Marca dẫn lời Lopez. Cựu thủ môn của Real Madrid là Kiko Casillas đối mặt với án treo giò từ 8 đến 12 trận sau cáo buộc phân biệt chủng tộc với tiền đạo Jonathan Lecco. Theo Daily Mail, Liên đoàn bóng đá Anh vừa kết thúc cuộc điều tra thủ môn Kiko Casillas có lời lẽ phân biệt chủng tộc với tiền đạo Jonathan Lecco của Charlton. FA đã thu nhập đầy đủ các chứng cứ kết tội thủ thành đang khoác áo câu lạc bộ Leeds United. Theo đó, cựu sao của Real Madrid sẽ bị cấm từ 8 đến 12 trận. Như vậy, Leeds sẽ chịu tổn thất cực kỳ lớn sau khi FA công bố chính thức án phạt dành cho Casillas. Cựu thủ môn của Real Madrid đã bắt chính ở Championship kể từ đầu mùa.